Theo hãng tin Reuters, thống đốc vùng Odessa Ole Kiper cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào cảng Odessa ở phía nam Ukraine. Ông Kiper nói rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Moscow, nhưng các mảnh vỡ drone rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại các tòa nhà dân cư ở nhiều khu vực của thành phố Odessa. Theo lực lượng không quân Ukraine, các vùng Mykolaiv và Dnipro là những khu vực khác của Ukraine trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Reuters dẫn thông báo của không quân Ukraine trên kênh Telegram cho biết Nga đã triển khai 90 drone tấn công Ukraine vài giờ trước thời khắc năm mới 2024 và hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy 87 trong số đó. Theo hãng tin AFP, người đứng đầu vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết thành phố Donetsk, trung tâm hành chính của vùng, sau đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công trả đũa trong đêm giao thừa. Vụ tấn công của Ukraine được ông Pushilin tố là đã khiến 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Reuters hiện chưa thể xác minh các báo cáo độc lập của Nga và Ukraine. Cả Moscow và Kiev đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022.